tím nữa. Trời ơi, giời ơi. Để vô ngay cu quá. Ủng hả mày? Má. Mày mày làm mày thở gì không nội? Em nói mày bắt bò em cũng biết rồi đúng không? Mà làm thở gì vậy? Đừng cứ thở cỡ người ta biết mình mệt. Hiểu không? Ừ, mình phải đứng đỡ lại. Má thì chân mở đéo vô này. Mà chưa đưa đổi. Đéo. Sang thẻ đi. Không ngọ. Em qua mà em bắt con rồi sang cái lồng què làm gì ăn bò đang đi xiết gì vậy? Tao có xiết. Hạ xuống. Nó đâu có phải đâu anh, nó qua về rồi. Mà. Qua nó đâu mà qua, không biết nữa. Sao mà qua được, con bò nó không bao giờ nó qua bên kia nữa. Quýnh ơi, quýnh nó vô luôn, đừng chịu nữa anh. Nó nãy tiêm nhiều lắm mà. Con này năm mấy ký hả anh? Có cần mướn người bóp dai, bóp cổ không anh? Quýnh nó vô nó hết đi rồi đó không? Một mấy ký cám nè. Đừng xiết, đừng xiết nữa. Thôi nằm. Sao muốn nhiều dài bóp luôn nha. Muốn nhiều. Để tao. Bây giờ mày hỏi cái gì anh cũng đồng ý. Bây giờ bắt con bò này lên hai lóc bò cụng cho không? Cho không? Cưng. Cho không? Hai lóc bò cụng. Cho nữa, bò nữa kìa. Đó, bây giờ mấy anh nói nó không chạy hả? Nó chạy cho mấy anh coi ở đó. Má, chung bây giờ nằm lầm mày đọc thiệt. Tụi má căng lắm nha, đấu trí mệt lắm nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Mày gặp dây này bị giọt mẹ. Mấy anh đừng... Sao bả nhiều mấy anh ơi? Không, dở lên cái anh Tấn, dở lên đi tới đâu rồi anh Tấn? Dở gì nó qua ống rồi đi đâu nữa. Biết nè, chỉ coi con nhà ở dưới nằm đó luôn. Coi coi, ví dụ mà nó mày lùi xuống áo quắn lên đi, đừng có tí cục bòi, biết không? Nó nằm ở trên ngay chỗ cái phao đó, nhìn đó. Ở phao qua bên con phao luôn rồi đó. Rồi, dính phao luôn rồi. Cái phao của bên này á. Rồi về đi anh, về đi. Ngóc lên quay đi, Tấn ngóc lên quay đi. Rồi về đi, cái là nó về rồi đó. Cái phao đâu là cái ngày đó đó. Đó giờ mà em mới ăn rồi đó. Vô luôn anh ơi. 4 người bóp dai 50 ngàn. Đủ má, vậy mà làm ba con bờ liên tục luôn hay chứ. Má. Cha ngồi cha nhảy xuống cha cắt xuống con đặt lưới vô cầm cái cục lưới. Bò này bò lớn nhất á anh Tâm, anh Nam. Bò con bò lớn là con bò nó có cái trên đầu nó giữa đỉnh đầu nó có cục một người à. Con này nó có đốm không? Có đốm là con bò lớn đó. Có anh, nãy nó lên cái đầu phải có đốm đen đen. Đó, rồi vậy đó. Bạn ơi, con bò có đốm rồi. Đốm là bò.